Thưa quý vị, Ủy ban nhân dân huyện Yên Dũng, tỉnh Bắc Giang vừa quyết định tạm đình chỉ công tác đối với ông Trần Văn Học, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Tiền Phong vì lơ là phòng chống dịch COVID-19. Cụ thể, trong cuộc họp đột xuất vào tối ngày 5 tháng 6, Ban Thường vụ huyện ủy Yên Dũng kết luận việc để xảy ra lây lan dịch bệnh COVID-19 trong cộng đồng trên địa bàn xã Tiền Phong liên quan đến trường hợp F0 mới nhất tại thôn An Thịnh, trách nhiệm thuộc về tập thể cấp ủy, chính quyền, ban chỉ đạo phòng chống dịch xã Tiền Phong, trách nhiệm trực tiếp thuộc về ông Trần Văn Học, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân, trưởng ban chỉ đạo. Ban Thường vụ huyện ủy giao Phó Bí thư huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện căn cứ kết luận ban hành quyết định đình chỉ công tác đối với ông Trần Văn Học để xem xét trách nhiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo công tác phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn. Ngay sau khi Ban Thường vụ huyện ủy ban hành kết luận, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Yên Dũng Bùi Quang Huy đã ban hành quyết định tạm đình chỉ công tác đối với ông Trần Văn Học trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày 6 tháng 6 năm 2021. Thưa quý vị, ngày 6 tháng 6, Bệnh viện Phổi Đà Nẵng cho biết đã cho xuất viện 8 bệnh nhân sau khi điều trị khỏi COVID-19, gồm bệnh nhân 3127, bệnh nhân 3168, bệnh nhân 3647, 3604, 3614, 3217, 3406 và 2989. Bác sĩ Lê Thành Phúc, Giám đốc Bệnh viện Phổi Đà Nẵng cho biết sức khỏe những người này đã ổn định, họ có 3 lần xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2. Sau khi ra viện, 7 người tiếp tục cách ly y tế tại nhà. Riêng bệnh nhân số 2989 sau khi xuất viện sẽ được chuyển đến Trung tâm Y tế quận Hải Châu để tiếp tục cách ly y tế theo quy định. Bệnh nhân này ghi nhận mắc COVID-19 vào ngày 4 tháng 5. Đến nay đã có 32 ngày điều trị tại Bệnh viện Phổi Đà Nẵng. Người này không ho, khó thở hoặc sốt, có xét nghiệm chức năng gan, thận bình thường nhưng vẫn phải cách ly để theo dõi thêm. Chiều cùng ngày, thì Trung tâm Y tế huyện Hòa Vang cũng cho 5 người khỏi COVID-19 xuất viện. Họ gồm bệnh nhân 3695, bệnh nhân 4127, 4132, 4884 và 3694. Tiếp tục bản tin là những thông tin đáng chú ý khác. Để tạo thuận lợi cho các cán bộ, công nhân viên chức, người lao động đang cư ngụ trên địa bàn quận Gò Vấp, nơi đang được xem là tâm dịch của thành phố Hồ Chí Minh, có nhu cầu làm việc ở bên ngoài quận. Trong tối và đêm hôm qua 5 tháng 6, lực lượng y tế đã tiến hành lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 theo danh sách các đơn vị đã cung cấp. Tại trường mầm non Sơn Ca, phường 17, quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh, lực lượng nhân viên y tế đã tiến hành lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 cho gần 1.000 trường hợp là các cán bộ, công chức, viên chức, người lao động đang cư ngụ tại quận Gò Vấp. Việc lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 được thực hiện theo chỉ đạo của Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh. Chỉ những người có kết quả âm tính mới được tạo điều kiện ra khỏi địa bàn để làm việc, đặc biệt là những người có công việc mang tính đặc thù không thể làm việc được tại nhà. Được biết, trên địa bàn của quận Gò Vấp có 3 điểm xét nghiệm là phường 4, phường 7 và phường 17. Dự kiến kết quả xét nghiệm sẽ có trong vòng 72 giờ tới. Đây là một trong những chốt chặn do lực lượng chức năng quận Phú Nhuận thiết lập trong đợt phong tỏa chợ Phú Nhuận cùng hai con hẻm xung quanh thuộc phường 17 vì liên quan đến một trường hợp mắc COVID-19. Gần một tuần qua, ngoài nhiệm vụ chuyên môn giữ gìn an ninh trật tự và phòng chống dịch cho 349 hộ với khoảng 1.000 nhân khẩu trong khu vực cách ly, các chiến sĩ áo trắng, áo xanh và áo đỏ luôn sẵn sàng hỗ trợ nhiệt tình tất cả các trường hợp đến giao hàng hóa, nhu yếu phẩm, giúp người dân tiếp nhận thuận tiện và an toàn nhất. Em có mặt thì từ 7 giờ sáng cho đến 20 giờ. Cũng trong quá trình làm thì nói chung cũng làm hết trách nhiệm, chọn nhiệm vụ của mình hỗ trợ ở đây trong khu vực giải tỏa cách ly. Khi mà tham gia hỗ trợ bà con thì cũng với tinh thần là thoải mái, ví dụ cũng hết lòng. Lúc đầu thì cũng hơi sợ, nhưng mà sau thì bọn chú thì nói chung là mình là lính rồi, cũng tham gia cái này thì mình cũng không có sợ. Bây giờ thấy bình thường. Chia sẻ những khó khăn vất vả, hiểm nguy mà đội ngũ cán bộ, nhân viên đang căng mình trên tuyến đầu chống dịch, Liên đoàn Lao động các cấp đã tổ chức nhiều đoàn đến thăm và tặng quà, chi viện hơn nửa tỷ đồng cho 34 đơn vị trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh với mong muốn cán bộ, chiến sĩ, đoàn viên khắc phục khó khăn, quyết tâm chung tay đẩy lùi dịch bệnh. Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam cũng đã kịp thời ban hành cái quyết định 2606 về cái chi hỗ trợ cho đoàn viên bị ảnh hưởng của lực lượng phòng chống dịch, của hỗ trợ đặc biệt là cán bộ công đoàn tham gia trong phòng chống dịch. Về phía Liên đoàn Phố Hồ Chí Minh, sau khi có được cái chỉ đạo của tổng thì Liên đoàn Phố Hồ Chí Minh đã triển khai cụ thể hóa bằng những tiêu chí cụ thể, những cái đối tượng cụ thể đặc thù của thành phố Hồ Chí Minh trong cái hướng dẫn cái công văn 374 ngày 31 tháng 5 để triển khai cho hệ thống.
Bên cạnh đó, các cấp công đoàn phối hợp chặt chẽ với ban chỉ đạo phòng chống dịch địa phương và các cơ quan chức năng trong việc tập trung lấy mẫu xét nghiệm diện rộng cho công nhân, tập trung cho công tác chăm lo cho đoàn viên công đoàn, người lao động trong các doanh nghiệp, các khu lưu trú, khu nhà trọ bị cách ly, gồm nhu yếu phẩm và các vật dụng sinh hoạt cá nhân cần thiết với tổng số tiền lên đến 150 triệu đồng, chi hỗ trợ cho 101 trường hợp theo quyết định 2606 của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam với số tiền 55 triệu đồng. Trường Đại học Kinh tế Quốc dân thông báo giảm học phí cho toàn bộ sinh viên chính quy đang học online tại thời điểm 31 tháng 5, không tính những em đã dừng học. Mỗi sinh viên sẽ được giảm 1 triệu đồng, tổng số tiền hỗ trợ lên đến 23 tỷ đồng. Còn đợt bùng phát dịch này, Trường Đại học Thương mại đã giảm 7% học phí cho sinh viên trong năm học 2020-2021 và toàn bộ phí 4G khi học trực tuyến cho sinh viên. Căn cứ vào số lượng tín chỉ, học phí và 4G sẽ được chuyển tới tài khoản của sinh viên. Hiện nay, một tín chỉ của trường thu học phí 496.000 đồng. Đây là năm thứ hai liên tiếp Đại học Thương mại triển khai các hoạt động miễn giảm hỗ trợ sinh viên khi học online. Bên cạnh đó, các nhà trường có nhiều hoạt động để hỗ trợ cộng đồng, nhất là hai tỉnh chịu ảnh hưởng nặng của dịch COVID-19 là Bắc Ninh và Bắc Giang. Trách nhiệm đối với lại cộng đồng xã hội thì nhà trường đã phát động toàn thể cán bộ, giáo viên, công nhân viên của nhà trường đã dành cái tiền ăn trưa của một tháng để hỗ trợ cho đồng bào nhân dân của hai tỉnh đang có cái ảnh hưởng nặng của dịch, đó là Bắc Giang, Bắc Ninh. Và số tiền thu được này thì nhà trường cũng đã quyết định hỗ trợ trực tiếp cho Bắc Giang khoảng 300 triệu và Bắc Ninh khoảng 200 triệu đồng. Đối với tỉnh Bắc Giang thì Trường Đại học Thương mại quyết định hỗ trợ 1.000 bộ kit xét nghiệm COVID-19 với trị giá là 135 triệu đồng. Với tỉnh Bắc Ninh thì Trường Đại học Thương mại quyết định hỗ trợ 100 triệu đồng cho các bác sĩ, y tá, y sĩ làm việc tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bắc Ninh. Chúng tôi hỗ trợ 10.000 khẩu trang y tế N95 trị giá 100 triệu đồng cho các địa phương trên. Đây không phải là lần đầu tiên các trường đại học hỗ trợ học phí khi sinh viên ở nhà học online. Năm ngoái, Đại học Kinh tế Quốc dân giảm 5% học phí, đồng thời cam kết không tăng học phí trong 3 năm liên tiếp 2019, 2020 và 2021. Trường Đại học Thương mại cũng tạm dừng việc tăng học phí theo lộ trình tăng đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin cập nhật của VTC Now. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Đài truyền hình. Những thói quen cần thay đổi trong mùa dịch. 1. Trước gặp nhau tay bắt mặt mừng, nay gặp nhau không vồ vập bắt tay. 2. Trước hay vô thức đưa tay lên mặt, nay không đưa tay lên mắt, mũi miệng. 3. Trước về tới nhà là xà vào người thân, nay cần thay ngay quần áo, tắm rửa. 4. Trước ăn xong đánh răng là đủ, nay thêm súc họng bằng nước muối hoặc dung dịch sát khuẩn. 5. Trước hay giao lưu gặp gỡ, nay không mời khách tới nhà và cũng không tới nhà người khác. 6. Trước ốm đau hay đến ngay bệnh viện, nay gọi điện thoại trước cho nhân viên y tế để được tư vấn. Cuối cùng, tự giác và nhắc nhau thực hiện các quy định và khuyến cáo phòng chống dịch.